Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai, cả miền Bắc được dự báo sẽ có quá trình giảm mưa, nhưng trời vẫn còn rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay là từ 10 đến 14 độ, vùng núi chỉ từ 8 đến 10 độ. Thậm chí khu vực núi cao như Trùng Khánh, Tam Đảo, Sapa, nhiệt độ còn thấp hơn dưới 5 độ. Sang ngày mai, nhiệt độ có xu hướng tăng hơn, nhưng hầu hết không có nơi nào vượt quá ngưỡng 17 độ. Về tình hình thời tiết tại Yên Bái, đêm nay và sáng sớm mai có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 9 đến 12 độ, vùng cao chỉ từ 8 đến 10 độ, trời rét đậm, rét hại. Sang ngày mai thời tiết có sự phân hóa, ở phía đông duy trì trạng thái nhiều mây với nhiệt độ cao nhất là từ 14 đến 16 độ, còn phía tây có nắng xuất hiện, nhiệt độ ban trưa là từ 17 đến 22 độ. Thưa quý vị, thời tiết rét đậm rét hại là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch. Dấu hiệu thường thấy là đau tức ngực, khó thở, chóng mặt đột ngột, đổ mồ hôi, buồn nôn, nhịp tim thất thường, da tím tái. Giải pháp để phòng bệnh là trước tiên quý vị phải mặc đủ ấm, không nên ra ngoài khi thời tiết quá lạnh, kể cả luyện tập vào buổi sáng. Nên ăn uống đủ chất và một khi có dấu hiệu bất thường nên đến thăm khám bác sĩ, nhất là nhóm người có tiền sử mắc các loại bệnh về tim mạch. Tiếp tục với thời tiết miền Trung, không khí lạnh dồn xuống kết hợp với địa hình chắn gió nơi đây. Vì thế, trong đêm nay và ngày mai, khu vực vẫn có mưa diện rộng. Trong đó, các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên sẽ là những vùng có mưa vừa, thậm chí là mưa to, với lượng mưa lên tới là 20-40mm. Do có mưa lại thêm tác động của khí lạnh, nên nền nhiệt tại đây tiếp tục duy trì ở ngưỡng thấp. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại các tỉnh Bắc Trung Bộ là từ 15 đến 18 độ. Ở khu vực Trung Trung Bộ, nhiệt độ là từ 19 đến 25 độ. Còn các tỉnh Nam Trung Bộ là từ 25 đến 28 độ. Ở phía Nam đất nước cũng chịu tác động khuếch tán của không khí lạnh. Trong 24 giờ tới, ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời tạnh ráo, có nắng với nhiệt độ cao nhất dao động quanh ngưỡng 25 đến 28 độ ở vùng cao nguyên và từ 28 đến 31 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Cuối bản tin là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh Yên Bái. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 12 năm 2020, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét. Đêm và sáng trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 20 đến 22 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 8 đến 10 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, trời rét. Đêm và sáng rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 12 độ.